ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm mứt dừa. Và để làm mứt dừa thì trước tiên mình có 1kg 100g nước dừa. Cơm dừa mình lấy lộn, đây là 1kg 100g cái cơm dừa. Bây giờ thì mình bắt đầu gọt cái vỏ lụa nó. Mình dùng dao hai lưỡi mình gọt cái vỏ lụa nó. Cái này là dừa, cái bà hàng xóm bà cho mình ba trái, bà cho mình nhiêu đây khoảng ba trái, hơn ba trái. Bà uống nước rồi nhưng mà cái cơm nó già cho nên là bà không có ăn được, bà cho mình. Rồi bây giờ mình thấy mình làm như vậy nó nhanh hơn này đó. Mình chụp hai miếng dừa vô cho nó dễ làm. Và lấy dao thái thịt đó, ta gọt nhanh hơn dao hai lưỡi. Thì vì dao hai lưỡi nó vô trong cái kẹt dao á, nó làm cho mình gọt lâu đi. Dao mình sẽ mài sắc lên. Dừa này mình mua ở ngoài chợ chỉ có 20.000 một ký thôi. Mình ra cái chỗ mà họ bán dừa tươi á thì có những nhái dừa già họ chỉ uống nước thôi chứ họ không có ăn cái. Cho nên là mình mua khoảng 20.000 một ký. Và mình làm dừa thì mình làm dừa non như vậy ăn nó rất là mềm mà ngon. Đó, mình gọt xong một trái, một miếng này. Xong mình lại trồng miếng khác lên. Trồng khác lên mình gọt tiếp. Mình bắt đầu mình gọt chưa quen như mình. Mình gọt một lát thì nó sẽ nhanh lắm. Biết ăn thua dao mình sắc á, mà mình gọt rất là nhanh. Và để cho mình khỏi mỏi tay thì mình để chồng lên, mình để như vậy này đó. Mình gọt thì nó không có mỏi tay. Mình cứ từ từ mình làm. Và bây giờ mình bào cái vỏ lụa xong rồi, ta bắt đầu rửa dừa. Đây là mình rửa xong rồi, ta bắt đầu đi bào dừa. Đó, mình bào như vậy này. Mình thuận bên nào thì mình bào bên đó. Ví dụ như mình thuận tay này thì mình bào tay này, mình thuận tay này thì mình bào theo tay này.
Đó mình vào tới cái chỗ này là nó đứt rồi. Và đây là cái dừa non cho nên là rất khó bào, cho nên mình chỉ bào ngắn như vậy thôi. Và mình cũng cạy ở trong cái trái ra, trái dừa uống nước á, cho nên là khó bào lắm. Cái này mình làm ở nhà mình ăn thôi. Bây giờ mình tận dụng những miếng dừa mà nó nhỏ như vậy nè, hay nó non quá thì mình xắt xắt như vậy. Nó non quá mình không xắt được. Ở đây là nó nhỏ quá mình xắt không được luôn. Thì mình xắt như vậy. Đây, miếng này thì non quá cho nên là mình không có bào được. Đó, mình xắt như vậy. Đó. Miếng này cũng mỏng quá không xắt được. Đó, mình xắt như vậy là mình tận dụng những miếng dừa này. Và sau đây là dừa mình đã bào xong mà mình những cái này thì mình thái mỏng ra, thì mình bây giờ mình thu lại được 1 ký, 1 kg mà mình trừ cái vỏ vỏ đen đen ra và mình bỏ bớt đi thì còn 1 kg. Bây giờ ta bắt đầu đem rửa. Và bây giờ mình rửa dừa, mình rửa 5 nước, đây là nước thứ 5 thì ta bắt đầu vớt ra đó. Đây là mình rửa nước thứ 5 rồi, rửa cho khi nào nó hết cái nước đục, hết nước đục thì mình mới thôi, để cho ra sạch dầu thì mình làm mứt mới ngon. Đây là nước thứ 5. Đó, nước của mình trong veo như vậy là được nè. Và khi mình vớt hết dừa ra, nước trong veo như vậy mới được, thì khi mình xên mứt dừa mới ngon. Và bây giờ nồi nước của mình sôi rồi thì mình luộc qua cái dừa này nè, để cho nó sạch hẳn cái mùi dầu, và khi mình bớt ra nó lại nhanh ráo nữa. Và bây giờ cái dừa của mình bắt đầu sôi lăn tăn rồi thì ta tắt bếp. Và bây giờ thì mình sẽ vớt dừa ra. Bây giờ thì mình bới dừa ra để cho nó mau nguội. Và dừa mình đun nóng như vậy à, nó rất là mau ráo. Và bây giờ dừa của mình ráo hết nước rồi, ta bắt đầu đổ ra cái chảo để ta ướp được. Và dừa mình 1 ký thì mình cho vô 500g đường, tức là mình cho vô một nửa đường. Nếu ai thích ăn ngọt thì mình có thể thêm đường. Đó, mình trộn lên, mình ướp 4 tiếng. Và bây giờ mình sẽ ướp 4 tiếng được, mà 5 tiếng được, 6 tiếng cũng được.
Mình ướp càng lâu thì nó càng thấm đường. Và bây giờ mình ướp đường được 4 tiếng rồi. Ta bắt đầu đi xên mứt. Và bây giờ ta bắt đầu xên mứt. Lúc đầu thì mình để lửa to, lát nữa thì mình sẽ để lửa trung bình. Và mình cho vào đây 1/3 muỗng muối để cho đậm đà. Mình có thể cho nửa muỗng được, nhưng mà mình cho 1/3 muỗng được để cho cái mứt của mình nó sẽ đậm đà. Và cái chảo mứt của mình bắt đầu sôi chung quanh rồi, thì mình để lửa nhỏ để cho đường nó thấm vào trong dừa. Đó, mình để lửa nhỏ thôi. Mình xên càng lâu thì đường càng thấm vào trong dừa bấy nhiêu. Và mình xên mứt thì khoảng 5 phút mình đảo lên một lần, nhưng mình không cần phải đảo lên thường xuyên. Khoảng 5-7 phút thì mình sẽ đảo lên một lần. Và bây giờ mứt dừa của mình á, nó cạn gần hết nước rồi, thì ta cho sữa tươi không đường vô. Đây là nửa bịch sữa tươi không đường. Hồi lúc trước đó thì lúc còn nhiều nước thì mình có thể 10 phút mình đảo một lần. Và bây giờ có thể 5 phút ta đảo một lần. Khi nó còn nhiều nước thì mình 10 phút đảo một lần. Và ít nước thì ta có thể 5 phút đảo một lần. Vì ít nước nó dễ cháy hơn. Và mứt dừa mình cạn gần hết nước rồi, ta cho vào đây 1 đầu đũa vani. Mình cho 2 đầu đũa vani. Mứt dừa mình cạn hết nước rồi. Lúc này mình để lửa rất là nhỏ. Và bây giờ xên mứt thì cái chung quanh chảo nổi phấn lên và đũa của mình nổi phấn lên. Và mình nhìn gần cũng thấy nổi phấn lên. Và mình xào cái cọng dừa mình thấy nó cắt 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 là được rồi. Đó, nó cắt cắt. Tức là đường nó được rồi, nó được rồi. Người ta tắt bếp. Và mình nhìn gần thì mình mới thấy cái cát nó nổi lên, chứ mình nhìn xa mình không thấy được. Mình nhìn trong màn hình thì mình không thể thấy được. Và cái dừa của mình lúc này nó bông lên nè. Đó, nó bông rồi. Và ta để cho nó nguội. Ta bắt ra ta để cho nó nguội. Đây là mình lấy mứt dừa ra. Cái chảo của mình nhá, nó đường nó nổi phấn lên nè. Đó. Chứ còn là trong mứt dừa thì khó thấy lắm. Tự qua mình màn hình nhìn rất là khó. Vậy là mình đã hoàn thành xong món mứt dừa sữa. Mọi người nhìn thấy không? Như là 1 ký dừa. 1 ký dừa và nửa ký 500g đường và 100 nửa bịch sữa tươi không đường. Và mình làm được 1 dĩa thật bự. Cái này là bà hàng xóm bà cho mình. Và nếu mình đi mua chỗ này thì 20.000. Mình ra cái chỗ hàng bán dừa tươi á, mình kêu họ bán cái dừa dừa non cho, cái dừa già của nước dừa, cái trái dừa đó. Họ uống nước mà già họ không uống, cho nên là mình lấy cái dừa đó mình làm mứt nó rất là mềm và ngon. Vậy là ta đã hoàn thành xong mứt dừa sữa. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Mọi người nhìn thấy này rất là hấp dẫn. Và để gần nhìn thấy, không biết là nhìn thấy. Cái cát khó nhìn thấy lắm. Tại vì qua màn hình á, rất khó nhìn thấy. Và bây giờ mình sẽ ăn thử. Nó mềm mà rất là ngon. Nó mềm lắm. Và mình thấy có người làm thì họ vắt chanh vô, nhưng mà mình thì không thích vắt chanh vô. Thì vắt chanh vô thì mứt dừa nó hay cứng, cho nên là mình không thích vắt chanh vô. Còn nếu bạn nào, cháu nào thích vắt chanh vô thì ta cứ vắt chanh vô. Và vắt chanh thì mình vắt ít thôi, chứ nếu mình vắt nhiều quá thì cái dừa nó sẽ không có đông lại, nó sẽ bị dẻo.
mình nếu mình xả không kỹ á, thì cái dừa nó không có nổi phấn được, nó sẽ dẻo.